Lộc Chi Tôn, chào cả nhà. Hôm nay theo nhóm từ thiện của Nguyễn Vân tiếp tục làm từ thiện 300 phần quà cho đồng bào tại ủy ban xã Chi Tôn, ủy ban nhân dân Chi Tôn cả nhà. Và đây là xe từ thiện của Nguyễn Vân đã đến. À, 300 phần quà cho bà con nghèo ở huyện Chi Tôn nha cả nhà. Giờ này thì cô bác đã đến cũng đông nha cả nhà. Bà con đã đến rất là đông nha cả nhà. Hôm nay là tại thị trấn Chi Tôn nha cả nhà. Ủy ban nhân dân thị trấn Chi Tôn có phát 300 phần quà cho bà con vùng sâu nha cả nhà. 300 phần quà. Giờ sắp sửa đến giờ, bà con đang ngồi đợi để nhận phiếu và nhận quà nha cả nhà. Còn đến rất là đông, chuẩn bị để nhận những phần gạo. Và đây là số gạo đó để phát cho đồng bào dân tộc. Số đây nha cả nhà. Phiếu đâu, cho coi phiếu vậy. Trời ơi, nó mệt chung mua, rung tay, rung chân hết trơn. Dạ. Cô ở đâu lận? Ở ngoài Sông Mai mấy. Dạ, ở ngoài Sông Mai hả? Dạ. Đâu, cho con cái phiếu rồi ai phát cho vậy? Ai cho, ai phát cho cô? Ở đây nè. À, ở ấp. Ở phát nha. À, chú không biết ai cho nó thì ấy. Kính thưa bà con, thì hôm nay thì được sự hỗ trợ của nhóm từ thiện của chị Vân, thì cùng với một số mạnh thường quân đã đến địa bàn thị trấn Chi Tôn mình để hỗ trợ quà cho bà con nghèo của mình. Thì thay mặt địa phương thì trước tiên cũng xin chân thành cảm ơn chỗ chị Vân cùng các cô trong đoàn của nhóm của chị Vân và mạnh thường quân đã hỗ trợ cho bà con nghèo trên địa bàn của thị trấn Chi Tôn. Thay mặt địa phương thì cũng xin chúc cho chị Vân cũng như là nhóm từ thiện mình cùng với quý mạnh thường quân là được dồi dào sức khỏe, rồi có nhiều đóng góp hơn nữa cho công tác xã hội từ thiện trên địa bàn của huyện của nói chung thì thị trấn nói riêng. Dạ. Xin cảm ơn chị. Dạ. Em cũng xin có đôi lời cùng với bà con. Trước hết em cũng xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương như anh Lâm Hữu Hạnh, chủ tịch của mặt trận thị trấn Chi Tôn, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Và em cũng bên nhóm từ thiện Nguyễn Văn cũng là một cầu nối
xin vận động mạnh thường quân, đó là em Kim Thanh ở Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang đã phát tâm ủng hộ cho bà con ở thị trấn Chi Tôn mình là 6 tấn gạo. Thì trong đó mỗi một phần quà cho bà con mình là 20 kg gạo, gồm có 300 hộ. Thì Văn Nguyễn cũng xin thay mặt cho em Kim Thanh ở Phú Tân đó là cũng đại diện để mà trao cho bà con mình có một chút để chia sẻ cho bà con mình ăn lấy hảo chứ chúng em ngay ngay với bà con. Rồi thôi bây giờ mình chắc từ thay mặt địa phương cũng xin cảm tạ rồi gửi cho giờ đại diện tượng trưng 5 người ha, 5 người trước đi, từ từ nha. Bây giờ lấy 5 cụ đi, 5 cụ đi, 5 lớn. Từ từ, trước sau cũng có. Để không thiếu qua đây, có cái người nào không thiếu thì lên đi. Không, 2 phiếu không được, 1 phiếu xíu. Đừng có lên. Đá 1 phiếu, chẳng có tới chứ. Nè, có anh nè. Không nhận nè, coi coi ai ai đại diện ôm giùm lên vô nè. Sợ thiếu chú ôm còn không nổi. Có ai. Chút nữa lấy lần nữa. Cho bà đây. Sao Đức nhập luôn. Rồi rồi. Năm thằng đi, năm người đi. Rồi còn có ai đại diện không? Đây đây ai ôm giùm nhặt ôm lên đây đã phiếu rồi. Đấy, ưu tiên người già, ưu tiên người già. Chú đang sao đây, chú đang sao đi. Chú đang sao đi. Không, đâu có khen đâu, đường đó, đường đâu nghe. Khen đâu có khen đâu. Người thu thở nha, người thu thở. Dạ đó rồi. Lấy phiếu chưa hả? Nhận rồi. 5 phiếu đó chị này nhận rồi, 5 năm ra đi. Chị xíu cho một. Chị xíu. Rồi. Cô từ chơi từ. Đây nè, cứ đợi cứ lại miếng. Sống rồi nè. Bà sống rồi bà, có phiếu chưa? Đây rồi, nhấc nhấc đi đây nè nè. Rồi. Đây. Rồi cho con. Rồi chú ơi, con đi rồi, đi. Rồi lấy hết cái này đi rồi. Rồi hết. Rồi ở trong chuyền gạo ra đi em. Anh ơi bây giờ là ở trong chuyền gạo ra hay là cho bây giờ nè, bây giờ mình đi đi đi. Đi vô trong. Đi vô trong đi. Cho hết cái này đi. Đi lấy hết trong đi em. Cho hết cái này đi. Cho hết này đi, hết này đi mình sắp lại. Này logo nè, cho. Nè ai đâu ôm giùm nè. Nè nè bắt ra đứng chân giùm cô đi kiếm giùm. Dạ bưng giùm bà cậu này. Hết chưa? Đâu rồi? Hai cái người khiêng giùm đó bạn. Hai qua đây. Đây nè, khiêng giùm nè. Khiêng gì nổi? Qua đây đi đường sau, đi đường sau. Đây nè của bà nè. Đi theo nè. Đi theo đây nè. Bây giờ dẹp cái bàn. Ngồi xuống đây, có phiếu là có quà. Đắp cái bàn đi lại luôn. Rồi đó. Bà con xếp hàng ngay giùm con đi. Xếp hàng ngay đi qua đường này nè. Bà con xếp hàng ngay qua bển cho con đi. Ai có phiếu xếp hàng ngay qua bên đó. Ta kêu cái số dọn số đi nhà lấy. Đi làm cho bà. Ra ngoài ha, ra ăn chút lợi. Rồi.
ơi, mệt trời. Cảm ơn. Sao vậy? Mày lấy nó ngoài lại. Dạ. Đâu thứ này hả? Ừ, cái đó mà sao lấy như vậy? Dạ. Rồi cụ nhận được chưa? Không, thanh kỳ trước. Rồi vậy ha. Lấy vậy? Xe này có ai đậu kỳ trời. Chị hai đứng đây dòm giùm em á. Nhận được cạp chưa? Dạ được rồi cô. À vậy đó hả? Dạ. Nhà chị ở đâu lận? Dạ ăn tức. Dạ ăn tức rồi ha. Dạ. Dạ quá. Chị quay đi quay đây mà chó. Ủa đâu? Dạ, ở đây bệnh. À, nó hả? Dạ. Rồi đợi xe hả? Dạ. À, nhà cũ ở đâu? Ở nhà trọ bên Sao Mai nè, đó vợ trọ không à? Dạ, dạ, bên Sao Mai nha. Dạ. À, đi, về bệnh. Rồi, bưng tiếp bả bịch gạo lên đi. Bịch bảo ta. Kiếm kê cho bả nè. Dạ bả vậy. Thì nhà mình ở đâu lận cô? Dạ, ở khóm 6 á. À, khóm 6 ha. Dạ. Thì nhận được quà chưa? Dạ, được rồi. Dạ. Quà nhận quà rồi đó. Dạ. Cô thấy cảm ơn dài nữa. Nhà ở đâu lận? Dạ. Giờ mình đi về ha, nhận được rồi ha. Dạ. Nhà mình ở đâu lận? Đây nè.
cái công an á. Ở đâu? Cái công an huyện á. À, gần gần công an huyện. Mình đang ở xe hay gì cô? Rồi xe tới chưa? Tới rồi. Tới rồi nó lại hướng. Sao nhà sao? Nhà ở trên Lâm Viên. À trên Lâm Viên luôn hả? Ồ, xa quá. Gần gần núi Cấm ăn. À không có gạo ăn. Em không phải gạo ăn. Ai nó nào? Ta đem vô đằng sạch đó khổ không quá. Rồi mình còn phải chở cháu đi nữa hả? Dạ. Trời ơi, sao không chị? Đi đi rửa chén con dẫn cháu đi đây nè. À mà nhưng mà nhà mình sao? Ở đây nè, gần đây nè. Dạ. Ngồi trước hả? Chứ không ngồi sao hả? Không. À. Về tới đâu? Đi về tới đâu? Hả? À, tới đâu chung đường thì chở giùm cho. Ở chỗ nhà văn hóa này nè. Chỗ nhà văn hóa để anh đây chạy theo cho. Rồi đưa qua đó anh hết chở giùm cho. Được rồi. Đó. Rồi. Anh Kiến anh chở giùm luôn. Rồi chị chạy đi em chạy theo cho. Ừ. Rồi. Đi theo ảnh đi. Chú để cái chỗ bán xăng đó cho con. Cây xăng, cây xăng ha. Mẹ. Mẹ trẻ. Chở cái này về đặng chút đi. Chú chở nhà đặng á. Nhà đó cái tiện lỗ. Nói rồi cho bồng nhìn chút. Anh đâu chở cho phải đặng anh không? Chủ tịch bên mặt trận của thị trấn cũng đã tạo điều kiện để cho bà con mình đến đây nhận quà. Em cũng xin chân thành cảm ơn anh nhiều nha. Cũng thay mặt địa phương một lần nữa cũng xin cảm ơn chị Linh Nguyễn cùng với chị Thanh Toàn địa phương xin đồng để phát quà cho bà con. Một lần nữa thì phải nói rằng địa phương rất là cảm ơn những tấm lòng của quý mạnh thường quân đã tích cực hỗ trợ cho bà con nghèo. Đây là việc làm này nó rất là một phần cho hộ nghèo trên địa bàn mình mà có một lần nữa thì phải mong quý mạnh thường quân
tiếp tục đồng hành, ví dụ như có điều kiện thì tiếp tục để hỗ trợ cho người dân như vậy. Chị Tông nói chung, xin cảm ơn anh chị. Qua nhóm từ thiện Nguyễn Văn có chia sẻ và đại diện ủy ban thị trấn. Xin chào. Rồi, đại diện ủy ban thị trấn chị Tôm đó cũng có chia sẻ những lời tốt đẹp nhất. Rồi cũng đại diện bên đồng đất chúc cho quý vị trong và ngoài ngoài nước, cộng đồng mạng có xem video này thì thấy những gì cần thiết để bảo vệ ủng hộ tiếp theo, để làm những công việc thiện tiếp theo ngắn quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ. Cuối lời chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hữu thảo. Và chào quý vị và các bạn. Mình ngồi nước chút xíu. Ơi, mà bắt mua hả? Mua này hả? Vô quá cô. Mua đi. Không có không? Nó. Có hả? À. Rồi hôm nay đi bán dầu gì rồi, có phiếu nhận quà không kìa? Không có phiếu. Chưa có phiếu hả? Cho con mua đi, mua đi. Sống của đồng bào dân tộc Khmer của miền Bảy Núi ra cả nhà. Cơn mưa đang dữ dội rồi. Tên ông ta bán cái gì đó? Bán gì ấy? Bán cá, bán thịt hả? Dạ. Bán buổi chiều không hả? Chứ không có bán buổi sáng hả? Có, buổi sáng bán rồi. À, buổi sáng bán rồi, giờ bán thêm buổi chiều nữa. Dạ. Rồi bán hết chưa? Chưa, mới đi à. À, mới đi hả? Dạ. Mưa rồi, chuẩn bị giờ mưa lớn rồi. Ờ, cô Ní ơi. Đi à, đi trước nha. Dạ.